À, chắc chắn là như thế này rò rỉ sẽ nhảy át rồi Vâng. và cái này sẽ chập cháy, nhưng mà qua con ăn bọn em xử lý hoàn toàn lượng điện ra là lượng điện sạch, thì là thứ nhất là nó không bị chập cháy, không nhảy áp. Cái thứ hai chẳng may là mình có chạm tay vào nước, chẳng tay mình có sờ tay vào nước, hoàn toàn mình không bị giật. Đấy. Xui bọt luôn này. Sùi Đúng rồi, con bọt này luôn, để lúc nó có sôi nước như kiểu là đây này, ấm nước đây này, anh sôi quay điện này. đây này. Đấy. Đấy, trên Tay người đây. hoàn toàn bình thường. Ok. Anh thử cũng được. Anh thử đi, Đấy. anh thử đi. Anh thử qua đi. Anh sờ đi. Đây. Đấy, không sao đâu không anh. Điện trên người đấy. Ui Đấy, giời. chính xác. Các bạn Đấy. nhá, đây thấy nhá, đây video cực kỳ chúng ta đang test một cái hệ thống điện an toàn các bạn nhá. Đây, đang có điện này, bóng cầu dao đang sáng này và trên tay Đấy, tôi bóng đèn đang đang sáng được đang rồi. sáng này, bóng đèn đang sáng này. Đấy. Đấy. Một cái thiết bị chống giật an toàn cho một ngôi nhà của chúng ta quý anh chị em nhé. Dạ, rất hay. Đấy, em mô phỏng đấy là cái chức năng thứ nhất. À, xanh ẩm, hoàn toàn anh không bị giật. Tay ướt, ẩm ướt. Anh dốc được cắm vào đây xong rồi cắm vào trên đấy đấy. Đúng nha, xong Đấy. rồi cắm vào. Thiết bị vẫn chạy. Hoàn toàn mình không bị giật là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chẳng may mà thiết bị có rơi vào nước như thế này. Trường hợp cái máy sấy rất Trong là nước nhiều có mạch điện mà này. rơi vào nước, hoàn toàn máy vẫn hoạt động bình thường và chỉ cần nhấc lên để khô máy sử dụng được bình thường.